Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tô chậu hoa nhé. Chậu hoa thì mình sẽ tô màu nâu, còn hoa thì mình sẽ tô một bông màu hồng và một bông màu cam. Mọi người cùng tô với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô hoa trước, sẽ tô màu hồng trước. Nhụy hoa mình tô màu vàng nhé. Đây bông hoa này mình sẽ tô màu cam. Mình sẽ tô xuống cái chậu là màu nâu. Ở đây có một con bướm thì mình sẽ tô con bướm này màu đỏ nhá. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh, mọi người có thể tham khảo cách tô của mình nhé. Bye bye.